Chào tất cả mọi người, xin chào anh em. Trong video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu tới mọi người bộ sản phẩm, đó chính là đồng hồ lắp ga cho điều hòa ô tô, máy xúc, máy công trình, xe tải, xe con. Em xin phép trong những cái video mà review chi tiết về sản phẩm như thế này thì em sẽ không co chèn nhạc để anh em được lắm rõ hơn. Thì chúng ta vừa cùng nhìn sơ qua về sản phẩm. Thì trong cái bộ sản phẩm này thì nó sẽ bao gồm là 3 sợi dây của nạp ga. Đó, một đầu là dẫn ga, một đầu cao, một đầu hạ. Đầu cao này là sẽ là màu đỏ, đầu hạ thì sẽ là màu, đây chính là bộ dây của đây. Cái đường ống để dẫn ga thì người ta cũng đã có quy định rõ ràng là có thể sử dụng cho dòng ga R12, R22, R134, A404, 502. Đó, đây là đường để dẫn ga này. Đây là cái đầu để bắt vào đầu nạp. Đầu cao đường dẫn hạ là dây màu xanh. Tiếp đến là sẽ là cái mặt đồng hồ để chúng ta có thể nhìn và kiểm soát được. Chờ em một chút. Đây, đây chính là cái móc để chúng ta treo trên cái cabo của cái chai ga, của cái ô tô. Đây, người ta đã hiển thị rất là rõ là km trên cm khối. Đó, đường cao và đường hạ đều có hết. Tất cả thì người ta đã đều ra cái thông số rất là rõ ràng trên cái mặt đồng hồ. Đây, đây chính là cái đầu để chúng ta đây bắt vào một đầu thì chúng ta một đầu dây, dây đỏ sẽ bắt vào cái đầu hồ đường cao và một đầu thì sẽ bắt ra cái đầu lạp. Và tiếp đến là đầu này thì chúng ta sẽ ấn trên cái đầu thanh nạp. Và đây chính là cái đường để chúng ta lạp ga. Và đây là cái mắt để chúng ta soi. Và đây là đường hạ áp, nó cũng thế. Trong một, đây là bộ đồng mặt đồng hồ. Còn đây là cái đầu để chúng ta vặn vào cái bình ga nhỏ. Khi cần san chiết thì chúng ta sẽ có cái đầu này để chúng ta bắt đối ra đây được. Đây chính là cái tô lô vít hai cạnh để chúng ta có thể điều chỉnh và sửa chữa. Trong bộ này thì sẽ bao gồm cả một cái dụng cụ để tháo mở tia lạp R12 này, R14.